Thì đúng ta rồi. con chó Bỏ đi à. Ok bạn ơi, hôm nay các bạn thấy là hôm nay các bạn thấy mình góc cam khác cái series Vua Hải Tặc không? Thì hôm nay chúng ta có một cái gọi là một cái cuộc nói chuyện, không phải một cái cuộc trò chơi rất là hot, nên mình đã mời được những người mà mình quen được, cũng như những hàng mà trong thành viên của gọi là Sinh Tố Team. Bây giờ mình sẽ chiếu cam từng người nha. Bây giờ mình trước nè, mình là Hi Ha nè. Bây giờ người tiếp theo đây, bây giờ đếm theo từ bên trái qua đi. Trái qua. Yep, đây để tôi nói cho, từ từ đứng chiếu cam tao nha mày, mày đừng có đây đây người tiếp theo của mình Kiều Bi. Rồi giờ cái hàng ở dưới đó, dưới Kiều Bi là cái hàng Edit, là hàng Toku đó. Ừ đó, lần đầu tiên thấy mặt hết luôn. Rồi hàng kế bên hàng Toku là hàng Sầu Riêng, bạn nhìn nó à, thấy không? Rồi hàng giọng nói và con người khác nhau vừa lâu. Đúng rồi, đây cái kiến vô hộp á mày, đây cái kiến vô hộp á. Rồi người 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 ở dưới Sầu Riêng thì các bạn biết rồi, Jimmy nó quá quen thuộc rồi. Bây giờ qua cái kế bên đây nè, bạn đón là ai? Lột bên này nè, đây này này đây 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 thằng này nè, các bạn biết thằng này nào không? Đó đây là con bóng gì? Bóng đây là thằng theo dõi video của mình thì các bạn cũng biết đây là cánh nha mọi người. Đó. Đây là cánh rất là đẹp trai bên ngoài, nhìn thấy vậy thôi. Cánh còn hàng ở dưới thì các bạn bỏ qua đi. Cái hàng dưới nói chung là hàng ở dưới là tàu hũ đó. Thì hôm nay mình có một cái trò chơi này nên mình rủ được tầm 1 2 3 4 5 rủ được 6 người để vô chơi với tụi mình. Thì nay có tầm có hàng kia nó là hàng edit cho mình mà giờ lên nó quay cho mình luôn. Ok, thì hôm nay có một trò chơi đi. Biết trò chơi gì không? Anh em giờ này có có cái trò chơi mà có trò chơi mà đang hot ở trên mạng không? Biết gì chơi gì không? Chơi game. Chơi game hot trên mạng mày điên à. Chơi game mà chơi game hot vậy. Ờ chơi game hot vậy. Ừ. Một cái đấu phó thì hai vừa ăn cắp cái áo thú của mình. Đem ra để cái ghế của nó mọi người. Ê, trước khi quay tụi bay có thấy không? Nó đem giả đưa cho tao xong giờ là tao ăn cắp. Ủa, có thấy không Kiều Bi? Mày đâu thấy không thấy? Đúng rồi. Con, tôi cu nè, tôi cu nè, tôi cu nè. Tôi cu thấy không em trai? Em trai cục mochi bé nhỏ à. Có không nè? Ok, hôm nay chơi hôm nay chúng ta chỉ chơi nói từ nha. Ok không? Chơi okay. Nói từ. Khoan. Từ từ để tôi giao trước. Ở nhà mọi người có cái nhà bếp mà đúng không? Nhà mày không có nhà bếp mày sao á? Mày có nhà bếp. Nhà mỗi đứa đều có đầu đầu. Nhà bếp. Bây giờ có nhà bếp. Bây giờ mỗi đứa lên sẽ lấy một á là lấy chanh. Hai là lấy muối. Ba lấy nước ngọt uống. Không, một chanh hai muối thôi. Bây giờ để cho đứa nào thua sẽ lấy cái đó lên mà ăn. Ok không? Trời ơi căng quá. Ok nha. Đúng rồi, cái hai đứa con gái nha. Không, mình cũng con gái nha, nó tha mình luôn nha. Thôi nha. Không nha, chơi với fan lay nha. Sao nghe ăn chanh em lặng thế. Đẹp trai mà lời cái cậu à. Mình cũng thấy Khánh đẹp trai. Tăng đẹp trai nè. Xấu phải liền. Mình cũng vậy. Mày dẹp cái chân mày xuống mày vô riêng. Dẹp chân mày xuống mày dồn đi. Mày tao vừa mới nói thằng kia xong tới thằng này để lên là tức thấy ghê. Ê, nè coi nè cái chân đẹp không. Rồi ok mày, bây giờ từ từ bây giờ heo bây giờ đi theo từ góc bên trái rồi xong qua phải nha. Bên trái qua phải. Ok. Là bà đó. Là bà đầu tiên á. Làm gì vậy Khánh? Khánh làm gì vậy ta? Chiếu gì vậy? Quay vậy? Mày quay nhìn vậy, tao nhìn vậy, tao nhìn có chuyện với mày hả? Nó quay 360 không để ngang được. Cái quay cái mùng ở giữa cái quần á. Chờ để lại thẳng cho mày. Chèo cổ luôn. Trời ơi. Quay lại. Quay ngược lại. Quay ngược lại. Cái cao nó bị ngược rồi. Ừ. Rồi ok nha. Rồi người đầu tiên kêu bay nó trước đi. Phải nhớ mới vô mà chơi chết luôn, nghỉ chơi mình luôn nha. Ok. Ok. Lạnh lẽo. What the fuck? Trời ơi. Trường học. Trường học. Mày xây cam. Rồi để một cam đi em, để quay em. Trời em xây hoài em. Nhìn trong mặt em ơi. Thì tự không để cho thằng Việt chỉnh cái nè. Bây giờ thấy cái con gì đi qua. Con tôm. Rồi. Học hóa. Mời. Hóa đơn. Ôi trời ơi. Ôi trời. Hóa đơn kìa, tao cung. Đơn hàng. Hàng hóa. Hóa học. Học sinh. Sinh viên. Sinh viên mẹ ơi.
Viên gì trời? Viên bi. Bia là gì? Tiếng Pháp men, tiếng Pháp đó. Bia đó, cục bia rồi đó. Bia nó đọc bia. Bia nhỉ, cái đấy là tiếng Pháp mà. Ai ừ. Men. Mày chơi tới tiếng Việt cái mày. Bia là tiếng Việt mà. Ê mày đừng có sợ Google mày. Bạn ơi. Chính này rồi nào, chính này rồi. Bây giờ. Bây giờ hơn 10 giây gì đó bạn ơi. Bi gì? Bi chưa bi. Rồi, hắt thua rồi. Loại hắt ra rồi. Bây giờ từ đếm 10 giây. 10. Nobita đâu dẹt mỏ chứ Nobita. Rồi, một thằng bị. Rồi, tắt cam, tắt cam. Tắt cam, chỉnh vô cái cam ở bên ở dưới á, có cái chữ tên ốp đó, tên ốp đi. Cho tao để biết. Đi lấy chanh đi, lấy chanh sẵn đi. Đi lấy chanh chứ đi. Đi lấy chanh chứ đi. Lẹ đi, mày còn khai cốc nội mày. Lẹ lên. Rồi, giờ bây giờ trở lại. Dừng ngay Khánh. Khánh là tới ai vậy? Rồi, tao cũng nói tiếp. Mày chơi mới vô, mày chơi tưởng gã mày ghê à. Bà già. Bà già kìa. Sầu riêng Khánh đâu nữa. Cái gì bà già sầu riêng? Bà già kìa. Bà già em. Ừ. Quá đáng. Đáng đờ. Đờ. Đó bà chứ ai. Đời. 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 Đời hư áo đưa em. Đời hư áo đưa em. Ba. Một rồi đi tiếp đó mà đúng không vậy chơi lại đúng không thì chúng ta con chó chó đi à con chó kìa nó đàng hoàng chưa chó thui chó tui là nướng. Trời ơi má ơi. Đó mày kìa chứ đó mày đây xì lì. Thui thủi. Thui thủi. Thui thủi có nghĩa. Đây có từ thui thủi. Có thui thủi một mình nha. Thui thủi. Câu chứ là từ lẽ vậy. Có. Rồi tới mày kìa thấu. It was at this moment that he knew he fucked up. Thủi gì? Thủi gì? Cái tên thì khó vậy. Thổi gì? Thổi gì? Thổi. Mời. Thổi. Dính. Ba. Hai. Một. Tắt cam. Ui giời ơi, giờ đó Jimmy. Jimmy tài mới. Thôi tắt cam im lặng luôn đi bạn ơi, tắt mic luôn đi bạn ơi. Tôm càng. Cám. Càng cua. Cua gạch. Đá điện. Điện từ. Từ điện. Ôi chữ điện chết luôn rồi. Đâu còn mà. Từ điện. Từ điện là dead luôn rồi. Đâu còn. Chữ điện. Ông đỡ, ông đỡ. Điện hình. Ui giời. Đấy. Hình hình ảnh. Ảnh chụp. Chụp hình. Sợ lầm bà. Hình gì. Quay lại có hình ảnh quay lại gì vậy. Ảnh hưởng. Trời ơi. Ui chết đi nha. Hưởng ứng. Ứng biến. Nhiều thế. Ủa biến hình đó chưa? Đó. Chưa. Ok. Chưa. Biến hình. Lại hình. Hình kìa. Hình học. Chưa. Mấy lần đầu mà. Làm gì không? Ok hình học đúng không? Ủa gì hả mọi người? Là gì kìa. Học hình học đúng không? Học bài. Bài tập. Trời ơi. Vỡ tan. Ồ. Gì cái đấy từ từ vỡ tan để ngã. Không phải hỏi. Chứ vỡ. Không, bây giờ mình chơi cái vỡ hỏi thì nó cho qua đi chừng nào mà chữ tờ hay chữ cờ ấy, mới tính. Tan trường. Trường bách khoa còn thư không? Trường gì? Trường học. Tán hình có nghĩa nha, tán đại tán hình có nha. Nè cái này hay nè, hình sự. No. Sự đời. Sao lâu thế? Đời sống. Dài, sống dài. Sống dài chết. Dài dài gì trời. Nam. Dài dặn. Dài dặn. Ôi chết. Dặn cái gì. Dài dặn mà đúng không. Kiểu như cơn đau dài dài dặn. Rồi. Cũng vậy rồi. Thanh niên chơi được khó nãy giờ nè. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tắt cam luôn.
Ok, bây giờ còn ba chúng ta. Ủa hồi nãy Toku xong dẫn tới xăm. What the fuck? Chơi từ mới đi mày. Chơi từ mới. Dẫn xăm. Dẫn hoài. Dẫn xăm là gì không nội? Vật lý. Lý thuyết. Lộn, tới giùm mi, lộn. Lý thuyết. Xin cảm ơn nè, mày định chơi khó tao. Gậy ông đập lưng ông. 4, 3, 2, 1. Thôi, đến là thiết bị. Ừ nha. Ngu đi. Ok, tới em kìa. Tân thủ. Thủ tướng. Quân địch hay cho từ địch nào? Địch này ở gói nè. Ba. Ba. Hai. Địch thủ. Địch thủ, địch thủ. Thủ công. Thủ công. Quầy. Công phượng. Công phượng. Rồi. Nghiệp vụ. Vụ mùa. Mùa quýt chính. Tạ bơi ơi, sợ cái dây. Tạ 4, 3, 2, 1. Đâu có quýt tường không nội? Đường đi. Đi ngủ. Ngủ ngon. Ngon quá. Quá vui. Chính. Chính. Sức khỏe. Mạnh giỏi. 10. Chính. Chính. 8. 8. Phải. Dễ quá. Đâu ra dạ. Cái chữ gì mà ta ghép chữ quá được không nội? Nam. Nam. 4 3 2 1. Rồi đi lấy đồ ăn. A few moments later. Ok, chúng ta đâu rồi? Thành những kẻ thua cuộc đưa đồ ăn lên đi. Những kẻ hết thời ở đây rồi. Đây là những kẻ hết thời. Thằng sao ổ lấy chưa? Ổ. Đổ. Đâu? Mày tắt mấy kèn luôn. Đâu, ủa em lấy gì vậy? Sao đi? Muối nè. Muối ớt. Mày chơi muối đó ai chơi? Có lấy muối ớt xong rồi lấy cả mật. Có lấy cả mật vô mật trong cái ớt. Dạ. Mày đâu? Tao được con bắt nó làm ép đôi. Không. Thằng tao hổ đâu? Tao hổ đâu? Tao hổ đâu? Ok, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Đầy đủ rồi. Thằng kia nó chuẩn bị hay mận nó vậy? Rồi bây giờ ai bị đầu ai thua đầu ai thua đầu ai ai thua đầu tiên nha. Khánh thua đầu tiên. Khánh để chơi. Bây giờ ngậm chanh vô xong nói là tôi là kẻ thua cuộc nhớ nói chậm rãi nha. Rồi mấy lần cơ? Một lần thôi. Đút cái tai nghe. Rồi. Ngậm vô. Nhà anh cái mới nói gì vậy? Lấy tay ra, lấy tay ra. Rồi nhà anh cái. Rồi nói. Nói đi. Nói gì? Tôi là kẻ thua cuộc. Why are we still here? Just to suffer every night. Bruh. Trời ơi. Nói gì đi. Buồn quá hả? Sắp tới mình rồi. Nói đi. Mẹ nó nhả ra xong nó ngậm vô lại. Trời ơi. Nói chưa? Nói chưa? Chưa nói gì luôn á. Cứ ngậm chanh xong vậy đó. Ừ. Nhớ cầm để miệng này trước nha ba. Ok. Rồi, tới thằng Đô Cu đây. Gì em á? Ừ, Đô Cu xài muối dễ thôi. Hết đi, nói luôn nha em. Hết luôn. Hết luôn. Ừ. Rồi, nói đi. Rồi, đẹp trai em. Nói. Nói đó kìa. Nói đi. Nói đi. Trời ơi. Tới đậu à. Đậu cho nguyên cái luôn. Thôi đi, nó chết rồi đang bị lỡ môi. Nguyên vẻ nè đậu. Bruh. Nguyên vẻ.
miếng nào vừa vừa thôi. Ok chưa? Rồi. Ok. Ok chưa? Oh! Ew! Dude! What the fuck? Trời ơi là trời. Nó đá lưỡi xuống chân anh em à. Lẹ đi, có người khác nữa. Thấm rồi, ngắm rồi. What the fuck? Ờ sao nàng đơn giản vậy? Sao nàng đơn giản vậy? Thằng canh mà tưởng ăn quýt không á. Nhìn mày như trái quýt đường của con sầu riêng vậy. Sao mày ăn đơn giản vậy? Nói đi. Tôi là kẻ thua cuộc. Trời ơi. Chắc mọi thứ thua chén. Sao dễ vậy? Ngon kìa. Sao dễ vậy? Mới cắt luôn. Thôi giờ tới tôi nha. À. Tôi là kẻ thua cuộc. Má má vừa chua mà nó còn đắng nữa. Mọi người ăn cực khổ quá vậy. Trời ơi, quỷ quỷ tôi kêu coi nó ăn cái bánh kìa trời. Hết muối luôn à. Rồi tới kêu bây kìa. Mà lem mà lem. Giờ nó có nhắm rồi. Từ từ bình tĩnh. Bruh. Rồi tới rồi, tới rồi, tới quay rồi. Quay qua bên phải kêu Quy ơi, quay qua cam, quay qua cam bạn ơi. Tôi là kẻ thua cuộc. Ok, nói chung cái clip ngày hôm nay như vậy thôi. Hẹn gặp lại bạn những mình những đợt, kiểu như đợt chơi. Ủa, chữ hay chơi. Ủa, anh chưa mà. À, quên. Mày ăn hết cái hũ muối không? Mày ăn cái mũi của mũi không? Đổi hết miệng luôn. Không sao, ăn canh. Ờ đúng rồi em ơi. Đúng rồi. Không, kêu. Không, ông phải kêu thằng em của ông đổ vô họng cho ông. Ông đổ ăn gian lắm. Em ơi. Lắm. Em ơi, em đổ ông, em đổ vô miệng anh em đi. Hả miệng ra cho đổ vô đây. Cho nó công bằng nào, nhanh nè bà đô. Này thì ăn ổi với chúng tôi. Ăn mận, mận cho ổi trong da mà. Lộn. Không, đưa thằng em của mày kìa. Đưa thằng em mày đổ muối vô. Ok, ai kêu chơi vậy thôi đổi vô tay đi rồi cho coi ok chưa? Ai 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 đâu? Không. Rồi ok đó. Em ăn hết cái hũ muối đó. Rồi ok đó. Ok rồi đó. Rồi, hút hết giống như đâu đây. Ơi ơi, bỏ ra, dẹp dẹp miếng mận nha. Đường ngõ. Lấy miếng mận đi em, lấy miếng mận đi em. Lấy miếng mận đi em. Rồi, ăn muối không đi. Ăn đi. Nó còn kẻ liền, nó kẻ lại. Nhìn kỹ nha mọi người. Trời ơi, tăng lẹ đi ông ơi. Ăn cái muối đó phê. Bro. Đi. Trời đất ơi. Ông ơi, quạo rồi. Rồi, nó lắm tuổi. Rồi, nói. Nói. Nói đi. What the fuck? Nói đi. Nói đi. Tao mới thấy cái gì vậy? Tao mới thấy gì vậy mày ơi? Giờ ăn lại nè, chưa nói. Chưa nói ăn lại. Vậy ăn đó. Thôi ok, nói chung là clip hôm nay là được rồi bạn ơi. Thì nói chung là những lần sau các bạn muốn mình chơi những là chơi chữ hay là chơi đoán tên những con khác, hay là mời thêm những người nào thêm nữa, hãy comment ở bên dưới nha. Còn bây giờ chắc là hẹn gặp lại bạn những đợt chơi chữ hay là những cái đợt con video như này tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.